hàng loạt diễn biến mới nung nóng chiến trường Ukraine. Nga không kích mạnh và ở quy mô lớn nhất trong nhiều tuần qua. Tên lửa dội xuống ồ ạt, hàng loạt cơ sở của thủ đô Kyiv rung chuyển. Vì sao chuyên gia nhận định Nga đang làm chủ cuộc chơi, thậm chí rảnh tay chuẩn bị cho cuộc chiến tiềm tàng với NATO trong tương lai? Trong khi đó, Ukraine chật vật phòng thủ, xây thêm công sự phòng Nga chọc thủng hàng loạt khu vực, tính đường rút lui nếu Nga đánh sát. Tình thế cấp bách, NATO kêu gọi Ukraine tiếp tục tuyển quân. Trong khi Tổng thống Pháp nói Ukraine có thể sớm sụp đổ. Cựu lãnh đạo Ukraine lập tức cảnh báo nguy cơ lính Nga đặt chân lên đất NATO. Tại Trung Đông, drone và tên lửa Houthi bị lực lượng EU phá tung trên Biển Đỏ. Israel tuyên bố bắt 600 kẻ cực đoan, tiêu diệt 140 chiến binh tại bệnh viện Al-Shifa. Tel Aviv cũng nói rằng các chiến binh Gaza trốn trong phòng cấp cứu của cơ sở y tế này. Cụ thể ra sao? Cùng hàng loạt tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Xuân Ngọc chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan đến xung đột sụp sôi ở dải Gaza cùng những tin tức đáng chú ý khác sẽ lần lượt được gửi đến quý vị ngay sau đây. Như đã đưa tin, Nga hôm 21 tháng 3 tiến hành đợt không kích quy mô lớn nhất trong nhiều tuần qua. Tên lửa ồ ạt nhắm vào thủ đô Kyiv và các làng lân cận. Reuters dẫn lời giới chức cho biết, cuộc tấn công khiến ít nhất 17 người bị thương, làm hư hại trường học, các tòa nhà dân cư và cơ sở công nghiệp. Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ toàn bộ tên lửa phóng vào thủ đô. Đòn giáng mới diễn ra sau 44 ngày, Nga tạm ngừng không kích quy mô lớn vào khu vực. Các thiệt hại xảy ra hầu như là do mảnh vỡ tên lửa. Các quan chức khu vực cập nhật ít nhất 40 nhà dân và 2 tòa nhà cao tầng bị hư hại. Bà Maria, 73 tuổi, cho biết không một cửa sổ nào ở ngôi làng bà đang sống còn nguyên vẹn, cả cánh cửa bị thổi bay. Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga luôn bác bỏ cáo buộc nhằm vào dân thường. Nước này phóng hàng ngàn tên lửa và phương tiện không người lái vào các thành phố và làng mạc Ukraine, khiến hàng trăm người thiệt mạng, Reuters cho hay. Nhà phân tích an ninh và quốc phòng Simon Dickin nói với Sky News hôm 21 tháng 3 rằng cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nói trên có lẽ là đòn ăn miếng trả miếng của Nga do Ukraine liên tục tấn công lãnh thổ xứ Bạch Dương trong những ngày gần đây. Ông cho rằng cú giáng mới nhất vào Kyiv là đặc biệt nghiêm trọng và chưa từng thấy kể từ đầu năm đến nay. Mặc dù các tên lửa đã bị đánh chặn, nhưng mảnh vỡ của chúng đã gây thiệt hại đáng kể, ông Dmitrin nói khi mô tả về vai trò quan trọng của hệ thống phòng không Ukraine trong khu vực. Một vấn đề thú vị là đây có lẽ là phản ứng của Nga trước các cuộc tấn công từ Ukraine trong 36 giờ qua. Nhà phân tích lưu ý, ông Con Dmitrin cho biết Ukraine tiến hành hai cuộc tấn công, gồm một đòn giáng trên bộ và một đòn giáng tên lửa vào vùng biên giới Belgorod của Nga. Kyiv cũng tấn công bằng phương tiện không người lái vào cơ sở không quân Angel của Nga tại Saratov. Có lẽ Nga và Ukraine đang ăn miếng trả miếng, ông Dmitrin nhận định. Trong khi đó, nhà phân tích Carolina Hurt của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ ISW nói rằng cách cuộc chiến Ukraine đang diễn ra cho thấy Nga có thể duy trì tiền tuyến trong khi chuẩn bị cho một cuộc chiến quy mô lớn hơn với NATO trong tương lai. Ngoài ra, bà Hurt nhận định Nga đang làm chủ cuộc chiến ở Ukraine. Tình hình cắt tiền tuyến đang diễn ra chậm và ổn định. Ukraine không có nguồn viện trợ từ phương Tây để tiến hành chiến dịch tấn công. Diễn biến này cho phép Nga duy trì thế trận, trong khi chuẩn bị chiến tranh với NATO trong 3, 5 năm hoặc nhiều năm tới, bà nói với Sky News. Nữ chuyên gia lưu ý thêm, Tổng thống Vladimir Putin dường như sẽ dùng nhiệm kỳ mới của mình để tăng chi tiêu, chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài với Ukraine và hướng đến tăng cường sức mạnh đối phó NATO trong dài hạn. Dù chịu thương vong nặng nề trên chiến trường, các nỗ lực huy động quân của Moscow cho thấy nước này có thể bổ sung lực lượng chiến đấu nhanh chóng. Điều này buộc Ukraine phải tiêu tốn vật chất và nhân lực vốn đã khan hiếm, trong khi chờ viện trợ từ phương Tây, bà Hurt nói thêm. Khi được hỏi cuộc chiến chống NATO của Nga sẽ diễn ra như thế nào, nữ chuyên gia nói rằng
không nhất thiết nó sẽ xảy ra theo kiểu xe tăng ồ ạt vượt qua biên giới, như cách Moscow đã tiến hành với Ukraine. Theo bà, Nga có thể tung các mối đe dọa quân sự hỗn hợp, chống lại các thành viên NATO, cũng như kết hợp nhiều hình thức khác. Một quan chức Ukraine nói rằng Ukraine đang xây dựng một công sự phòng thủ ở phía đông bắc vùng Kharkov. Các công nhân đang đào hầm sâu và gia cố bằng các tấm gỗ và xi măng trong ngày qua. Theo Sky News, lính Ukraine đang chuẩn bị đối phó nguy cơ Nga cố chọc thủng Kupiansk và vùng Kharkov. Hiện đội quân Kiev phải gồng mình phòng thủ tại các khu vực này, trong khi lực lượng xứ Bạch Dương tiến công như vũ bão. Các công sự mới sẽ hỗ trợ quân đội Ukraine trong tình huống rút khỏi thành phố. Sky News hôm 21 tháng 3 cũng đưa tin ông Oleksandr Sikhi, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết lực lượng phòng vệ đang cố gắng ổn định tình hình ở mặt trận phía đông đất nước. Ông cũng đã điện đàm về diễn biến tiền tuyến với tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp Thierry Bucca. Tôi đã thông báo cho ông Bucca về tình hình mặt trận, ông Sikhi viết trên Facebook. Tổng tư lệnh Ukraine cũng cảm ơn chính phủ Pháp vì sự ủng hộ liên tục nhất quán dành cho Kiev. Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO ông Rob Power hôm 21 tháng 3 nói rằng Ukraine cần tiếp tục huy động quân để bù đắp tổn thất trên chiến trường. Theo RT, thông điệp trên được ông Power đưa ra khi mở đầu phiên họp tại hội thảo an ninh Kiev do cựu thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tổ chức thường niên. Ukraine không chỉ cần xe tăng, xe bọc thép và lựu đạn mới, thì không may là các bạn cũng cần có lính mới. Vì nhiều binh sĩ đã thiệt mạng hoặc bị thương, các bạn cần thảo luận về việc huy động quân, kế tiếp là nhập ngũ, ông Power nói. Trong khi phương Tây có thể cấp tiền và đạn pháo, người Ukraine phải lo vấn đề nhân lực vì đất nước họ đang lâm nguy, ông Power nói thêm. Chính phủ Ukraine chính thức thừa nhận có 31.000 lính thiệt mạng sau 2 năm chiến sự, mặc dù các ước tính chính thức cho thấy con số có thể cao hơn. Kiev hồi tháng 12 năm ngoái đã thảo luận về việc huy động 500.000 lính nhập ngũ để bổ sung nhân lực cho các lữ đoàn ở tiền tuyến, cũng như lập lữ đoàn mới. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó nói rằng không cần huy động nhiều quân đến vậy, Quốc hội Ukraine vẫn chưa bỏ phiếu thực thi dự luật huy động do bất đồng giữa các nghị sĩ. Ukraine đã sử dụng phần lớn vũ khí và đạn pháo. Hiện nước này phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn viện trợ từ Mỹ và các đồng minh. Phát biểu hôm 21 tháng 3, ông Power thừa nhận phản ứng của NATO trước xung đột Ukraine là chưa đủ. Xét về vấn đề sản xuất cung cấp vũ khí và đạn pháo, ông cũng ủng hộ cách tiếp cận tương tự như phân phối vaccine trong đại dịch COVID-19. Đó là tất cả xã hội đều cần hy sinh. Những người bi quan không thể thắng cuộc chiến, và nếu bạn nhìn vào thực tế có thể thấy mọi lý do để tin vào khả năng thành công của Ukraine, ông bày tỏ lạc quan. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã giành được Enkoy, một ngôi làng ở Donbass mà lực lượng Ukraine lui về sau khi rút khỏi Adiivka hồi tháng 2. Quân đội xứ Bạch Dương thông báo Kiev thất bại trong nỗ lực phản công, mất 400 lính trong một ngày, cùng các xe tăng được phương Tây cung cấp bao gồm xe Abrams do Mỹ sản xuất. Politico hôm 21 tháng 3 dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tin rằng Ukraine sắp sụp đổ. Theo tờ báo, ông Macron đã tổ chức một sự kiện chính trị tại Điện Élysée để thảo luận về các cuộc bầu cử sắp tới của Nghị viện châu Âu. Ukraine có thể sụp đổ rất nhanh, ông Macron nói tại sự kiện nói trên. Một người kể lại với Politico. Trước đó, tại một cuộc họp báo với Tổng thống Cộng hòa Séc, ông Macron nói rằng các nước châu Âu không nên hạn chế khả năng hỗ trợ Ukraine để ngăn chặn sự lây lan của tư tưởng chủ bại. Ông chủ Điện Élysée nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Cộng hòa Séc nhằm mua đạn pháo từ nước thứ ba ở ngoài EU để hỗ trợ Kiev. Hôm 26 tháng 2, phát biểu tại cuộc họp báo về Ukraine ở Paris, ông Macron khẳng định không loại trừ khả năng bộ binh phương Tây tiến vào vùng chiến sự ở Ukraine. Ông cũng cam kết các nước phương Tây sẽ làm những gì cần thiết để ngăn Nga chiến thắng. Trong cuộc phỏng vấn ngày 17 tháng 3 với báo Le Parisien, Tổng thống Pháp nói rằng các chiến dịch trên bộ là cần thiết vào một thời điểm nhất định để đối đầu với lực lượng Nga ở Ukraine. Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Yo Tolstoy mới đây cho biết quân nhân Nga sẽ loại bỏ tất cả những người lính nào được Pháp gửi đến chiến đấu ở Ukraine, hãng TASS đưa tin. Cụ thể, ông Tolstoy nói với kênh BFM TV, chúng tôi sẽ tiêu diệt tất cả lính Pháp đến lãnh thổ Ukraine, tất cả bọn họ.
chính trị gia này cũng nói rằng 147 trong số 367 lính đánh thuê Pháp đến Ukraine đã bị triệt hạ cho đến nay. Ngoài ra, ông Tolstoy nhấn mạnh Nga không quan tâm đến những tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Được biết gần đây, ông Macron nhiều lần nhắc lại quan điểm không loại trừ khả năng gửi quân tới Ukraine. Vào ngày 19 tháng 3, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, ông Sergei Naryshkin cho biết Pháp đã chuẩn bị gửi một đội quân tới Ukraine, ban đầu có khoảng 2.000 binh sĩ. Sau đó, Bộ Lực lượng Vũ trang Pháp đã đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội X cho rằng những gì ông Naryshkin nói không đúng với thực tế. Giám đốc Tình báo Nga chỉ ra rằng Paris đã công nhận một cách không chính thức về cái chết của các quân nhân Pháp ở Ukraine. Về việc này, Paris bác bỏ cáo buộc chính phủ đã gửi binh sĩ tới trực tiếp tham chiến ở Đông Âu. Những phát biểu của ông Macron xoay quanh vấn đề này đã nhận về phản ứng gay gắt từ các nước đồng minh bao gồm Đức, Ý và Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cảnh báo tình trạng thiếu viện trợ quân sự cho Ukraine sau cùng có thể dẫn đến cảnh Nga in dấu chân trên nước NATO. Ông Poroshenko nói với Sky News rằng Nga có lượng đạn pháo nhiều hơn gấp 12 đến 15 lần Ukraine. Cựu lãnh đạo Ukraine cũng hoan nghênh sáng kiến của Cộng hòa Séc nhằm cung cấp 1 triệu đạn pháo cho Kiev thông qua một nước nằm ngoài EU. Tuy nhiên, ông lưu ý Kiev cần được viện trợ nhiều hơn. Thực nguy hiểm khi dự luật an ninh Mỹ trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, trong đó có gói viện trợ cho Ukraine, vẫn bị đình trệ ở Quốc hội. Ông Poroshenko nói thêm, có một rủi ro rất cao rằng Nga sẽ đạt thành công hạn chế trong một thời gian nhất định. Trong tình hình đó, chúng ta cần làm tốt nhất có thể để thúc đẩy các nguồn viện trợ và đưa ra quyết định đúng lúc. Tôi chỉ muốn tất cả người Anh, người châu Âu hiểu rằng viện trợ vũ khí ít đi đồng nghĩa, lính Nga có thêm cơ hội đặt chân trên đất của các nước thành viên NATO, cựu lãnh đạo nhấn mạnh. Ông Poroshenko cũng cảnh báo một thất bại của Ukraine cũng sẽ là thất bại của châu Âu và toàn bộ thế giới dân chủ tự do. Thụy Điển, thành viên mới của NATO, đã gia tăng độ tin cậy của Liên minh quân sự phương Tây và cho thấy thất bại chiến lược của Nga. Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp Thierry Burkhardt nhận định hôm 21 tháng 3. Theo Reuters, Thụy Điển đã gia nhập NATO vào đầu tháng 3, tức 2 năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Diễn biến trên khiến quốc gia Bắc Âu xét lại chính sách an ninh quốc gia và kết luận rằng sự ủng hộ của Liên minh NATO là lựa chọn tốt nhất đảm bảo an toàn cho Thụy Điển. Thụy Điển là một tài sản quý giá. Các bạn có quân đội chất lượng cao, được trang bị và huấn luyện tốt, cũng như đã có nỗ lực quốc phòng lâu dài. Thụy Điển cũng có vị trí chiến lược. Ông Thierry Burkhardt nói trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Thụy Điển Mika Biden ở Paris. Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, hai nước có biên giới chung dài 1.340 km với Nga, là một thay đổi đáng kể nhất trong nhiều thập kỷ qua. Reuters cho rằng đó cũng là một đòn giáng mạnh vào Tổng thống Vladimir Putin, nhà lãnh đạo đang cố ngăn NATO gia tăng sức mạnh. Thụy Điển hiện có lợi từ Hiệp ước Phòng thủ chung của NATO, trong đó Điều 5 quy định rõ cuộc tấn công vào một thành viên đồng nghĩa với việc khiêu chiến với toàn liên minh. Ông Biden nói rằng Thụy Điển sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực răn đe và phòng thủ, ngăn chặn và kiểm soát khủng hoảng cũng như hợp tác an ninh. Ở diễn biến khác, các nhà lãnh đạo EU đã thống nhất các nguyên tắc trưng dụng phần lớn lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga và chuyển cho Ukraine, thông tin do The Guardian đăng tải. Phát biểu sau cuộc họp của các lãnh đạo châu Âu ở Brussels hôm 21 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, đề xuất bao gồm tạo ra 3 tỷ euro trong năm nay, trong đó 1 tỷ euro có thể được chuyển cho Ukraine trong tháng 7. Bà von der Leyen cũng tiết lộ, EU đang xem xét tăng cường áp thuế quan lên ngũ cốc Nga, bao gồm nguồn ngũ cốc đánh cắp từ Ukraine và lọt vào thị trường EU. Các thỏa thuận nói trên được lãnh đạo EU đưa ra sau gần một năm thảo luận về cơ sở pháp lý cho việc đóng băng 190 tỷ euro do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Trung ương Mỹ Euroclear giữ lại. Hiện cách phân bổ nguồn quỹ vẫn chưa được quyết định, nhưng giới lãnh đạo đã đề xuất dùng 90% cho các chương trình quân sự và 10% để tái thiết Ukraine. Một số khoản có thể được chuyển thành nguồn quỹ của EU để phục vụ sứ mệnh hòa bình trên khắp thế giới. Điều này nhằm giải quyết các mối quan ngại của Hungary. Tuy nhiên, The Guardian lưu ý, động thái này vẫn tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Vẫn có khả năng EU phải trả lại số tiền này sau chiến sự nếu Nga có hành động pháp lý. Hôm 20 tháng 3, Điện Kremlin cho biết đó là hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Nhưng các đại sứ EU cho rằng, họ đều đồng thuận việc lợi nhuận hoặc lãi do tài sản của Nga bị phong tỏa có thể được sử dụng ở Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi giới lãnh đạo EU tăng cường hỗ trợ hệ thống phòng không để bảo vệ các thành phố biên giới khỏi các cuộc oanh tạc của Nga, bao gồm giải ngân tài sản của Moscow bị đóng băng. Ông nói với các nhà lãnh đạo EU trong một bài phát biểu qua video. Bên khiêu khích phải trả cái giá cao nhất cho cuộc chiến. Điều này phù hợp với cả nội dung và tinh thần của luật pháp. Ở diễn biến khác, bình luận về việc nhiều ngân hàng Trung Quốc từ chối chấp nhận thanh toán từ Nga, Điện Kremlin nói rằng Bắc Kinh đang chịu áp lực chưa từng có từ Mỹ và EU, phải hành động cứng rắn hơn với Moscow. Các doanh nhân Nga hồi tháng 1 đã đề cập đến loạt vấn đề xuất hiện khi thanh toán với các ngân hàng Trung Quốc. Reuters cho biết, Hoa Kỳ đã đe dọa áp biện pháp trừng phạt thứ cấp lên ngân hàng ở các nước như Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc vì tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại với Nga. Tờ Investia trích dẫn các nguồn tin cho biết, các ngân hàng Trung Quốc Ping An và Ninh Ba đã tạm dừng xử lý các khoản thanh toán bằng tiền Trung Quốc từ Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, diễn biến trên gây ra nhiều vấn đề, nhưng lưu ý Moscow có thể khắc phục được. Chuyển sang tình hình Trung Đông, sứ mệnh hải quân của EU hôm 21 tháng 3 tuyên bố đã phá hủy 3 tên lửa đạn đạo và một phương tiện không người lái trên biển của Houthi để bảo vệ các tàu thương mại. Sứ mệnh của EU được biết đến với tên gọi Aspy, công bố trên nền tảng mạng xã hội X, rằng các tàu Pháp đã phá hủy nhiều tên lửa đạn đạo và tàu Đức tấn công phương tiện không người lái do chiến binh Houthi vận hành nhắm vào các tàu thương mại. Sứ mệnh Aspy đã được tiến hành vào tháng 2 để bảo vệ tuyến thương mại hàng hải quan trọng khỏi tên lửa và phương tiện không người lái của nhóm chiến binh Houthi do Iran hậu thuẫn. Các nước khác, bao gồm Mỹ và Anh, cũng triển khai lực lượng hải quân hoạt động trong khu vực. Còn tại Gaza, lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố bắt giữ ít nhất 600 thành phần nghi cực đoan và loại trừ 149 binh khi thực hiện chiến dịch ở bệnh viện Al-Shifa, phía bắc Gaza. Ngoài ra, nhiều tài liệu tình báo và hàng loạt vũ khí cũng bị quân đội Israel thu giữ. Các thành viên nhóm thánh chiến Hồi giáo Jihad hoạt động ở khu phức hợp bệnh viện đã đầu hàng Israel. Trong số đó có các thành viên cấp cao, họ đã bị chuyển đến Israel để điều tra thêm. Phía Tel Aviv tuyên bố, các cuộc tấn công trong khu vực tiếp diễn, lực lượng đang tìm kiếm các chiến binh, IDF chỉ ra. Phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari cũng nói rằng Hamas và các tay súng nhóm thánh chiến Hồi giáo Jihad đã ẩn náu trong tòa nhà có phòng cấp cứu của bệnh viện Al-Shifa khi lực lượng Tel Aviv tiến hành cuộc đột kích trong nhiều ngày qua. Theo Reuters, ông Hagari nói rằng, chúng tôi đã sơ tán khoảng 220 bệnh nhân sang tòa nhà khác với các thiết bị y tế cần thiết. Do đó, toàn bộ bệnh nhân và bác sĩ có thể an toàn. Quân đội tiếp tục kêu gọi các tay súng trong tòa nhà đầu hàng. Trước đó, Israel nói đã xác định được cơ sở hạ tầng quân sự và vũ khí của các nhóm chiến binh ở trong và xung quanh bệnh viện. Tel Aviv cũng đăng hình ảnh cho thấy súng trường tự động AK-47, súng phóng lựu, súng cối và các loại pháo khác. Ông Hagari cho biết, nhiều chiến binh Hamas và Jihad Hồi giáo đã ẩn náu ở Al-Shifa. Hamas phủ nhận việc các chiến binh ẩn náu trong bệnh viện và cho biết những người thiệt mạng là bệnh nhân và người dân sơ tán. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng ông Prabowo Subianto đắc cử làm Tổng thống Indonesia. Thông tin được Tân Hoa Xã đưa tin, ông Prabowo và ứng viên phó Tổng thống Gibran Rakabuming Raka, con trai cả của nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm Joko Widodo, đã tuyên bố chiến thắng sau khi các cuộc kiểm phiếu không chính thức cho thấy họ giành được đa số phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 2. Tân Hoa Xã trích dẫn thư chúc mừng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi tới ông Prabowo có đoạn. Trung Quốc và Indonesia là những quốc gia láng giềng thân thiện lâu đời. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh sự ưu tiên phát triển quan hệ Trung-Indonesia và mong chờ được làm việc cùng với Tổng thống đắc cử Prabowo. Dưới nỗ lực chung của cả hai bên, mối quan hệ song phương nhanh chóng phát triển, niềm tin chính trị ngày càng được củng cố và hợp tác cùng có lợi đã đạt được những kết quả đáng kể. Trung Quốc là một trong những nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào Indonesia. Năm ngoái, Jakarta đã khánh thành tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á, một dự án trị giá hàng tỷ đô la Mỹ được Bắc Kinh hậu thuẫn. Trong những năm gần đây, các công ty Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ đô la vào ngành khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Indonesia, đặc biệt là trong lĩnh vực nickel.
Tổng thống Joe Biden đã trao cho Intel gần 20 tỷ đô la Mỹ tiền tài trợ và khoản vay vào hôm thứ Tư, 20 tháng 3, đánh dấu khoản chi lớn nhất cho chính phủ Hoa Kỳ nhằm trợ cấp cho hoạt động sản xuất chip tiên tiến nhất và thúc đẩy gia tăng sản lượng chip bán dẫn của Intel tại Hoa Kỳ. Reuters đưa tin ông Biden đã công bố thỏa thuận sơ bộ về khoản tài trợ 8,5 tỷ đô la Mỹ và khoản vay lên tới 11 tỷ đô la Mỹ cho Intel ở bang Arizona. Tại đây, một phần kinh phí sẽ được sử dụng để xây dựng hai nhà máy mới và hiện đại hóa một nhà máy hiện có. Tổng thống Mỹ Joe Biden, khoản đầu tư này sẽ cho phép ngành sản xuất chip bán dẫn tiên tiến quay trở lại Mỹ sau 40 năm. Trong bài phát biểu hôm 20 tháng 3, Tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden đã công kích đối thủ Donald Trump. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng do các chính sách của cựu Tổng thống đảng Cộng Hòa, nhiều công ty Mỹ đã đưa việc làm ra nước ngoài và việc cắt giảm thuế của ông Trump chỉ giúp ích cho các tập đoàn giàu có thay vì cho người Mỹ nói chung. Tổng thống Biden nói rằng nếu chip được phát minh ở Mỹ thì nó phải được sản xuất ở Mỹ. Đồng thời, ông khẳng định khoản đầu tư mới sẽ biến đổi đất nước theo cách mà đa số mọi người chưa hình dung được. Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết khoản tiền 20 tỷ đô la Mỹ là một trong những khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay vào ngành sản xuất chất bán dẫn của Hoa Kỳ. Khoản chi tiêu lịch sử cho thấy chính quyền ông Biden đang đặt cược lớn vào Intel, được thực hiện theo đạo luật khoa học và chip năm 2022. Đây là một nỗ lực nhằm thúc đẩy sản lượng bán dẫn ở Hoa Kỳ nhờ vào khoản tài trợ 52,7 tỷ đô la Mỹ. Đảng Dân Chủ cũng hy vọng gói tài trợ mới sẽ giúp ông Biden chiến thắng ở bang Arizona trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Cách đây 4 năm, Đảng Dân Chủ đã suýt giành chiến thắng ở tiểu bang Tây Nam này. Ở Argentina, dịch sốt xuất huyết đang tiếp tục lây lan mạnh mẽ trong bối cảnh mưa nhiều và thời tiết ẩm ướt, tạo điều kiện cho muỗi sinh sản nhanh. Với tốc độ gia tăng các ca mắc mới như hiện nay, đây có thể sẽ trở thành đợt bùng phát sốt xuất huyết tồi tệ nhất trong lịch sử của quốc gia Nam Mỹ này. Theo dữ liệu vừa được chính phủ Argentina công bố, nhà chức trách đã ghi nhận hơn 120.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó gần 80 người tử vong, với phần lớn được báo cáo chỉ trong 2 tháng qua. Tuần trước, bà Mariana Mantica Acosta, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, nói với Reuters, đất nước bà đang trải qua đợt bùng phát sốt xuất huyết lớn nhất từ trước đến nay. Số ca mắc có thể cao hơn 200% so với thời điểm này năm ngoái. Sốt xuất huyết là một căn bệnh lây truyền qua mũi có thể gây tử vong. Các triệu chứng của bệnh gồm sốt cao, nhức đầu, nôn mửa, phát ban trên da, đầu cơ và khớp. Trong một số trường hợp, bệnh nhân có thể gặp triệu chứng nghiêm trọng, gây chảy máu và dẫn đến tử vong. Giới chức Argentina đang triển khai một số giải pháp nhằm giảm thiểu số lượng muỗi truyền nhiễm, trong đó có phương pháp triệt sản muỗi bằng bức xạ rồi thả chúng vào tự nhiên. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.